Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Tuyệt. Rất vui được mọi người gặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá dòng giày xa xỉ Ace huyền thoại của Gucci, gọi là giày ACE cho dễ nhớ nhé. Và đôi giày mà chúng ta sẽ cùng nhau duyệt ngày hôm nay chính là đôi giày đặc biệt nhất trong cái dòng giày huyền thoại này, Gucci ACE phiên bản rắn khảm pha lê. ACE Ace nghĩa là át chủ bài, là lá bài quan trọng nhất. Và đây cũng là dòng át chủ giày của Gucci. Và đây cũng là dòng giày át chủ bài của Gucci. Các bạn có thể thấy là đế giày cũng được khắc hình át chủ bài, đúng với tên của đôi giày luôn. Tất nhiên, đây là một phiên bản xa xỉ sản xuất tại Ý. Từ lâu thì ACE đã là một trong số ít những dòng giày được ưa chuộng nhất trong cộng đồng yêu thời trang xa xỉ trên khắp quả trái đất. Cao cấp nhất trong dòng ACE là những mẫu đính pha lê, và tất nhiên nó cũng là những mẫu đắt nhất. Ví dụ như đôi rắn của mình có giá bán chưa thuế tại Mỹ là $980, sau thuế thì xấp xỉ 25 triệu Việt Nam đồng. Mình mua ở Đức thì tương đối rẻ, chỉ mất 790 euro, khoảng 21 triệu thôi. Hộp giày thì cũng giống như là những cái hộp Gucci thông thường. Trên kênh mình đã làm khá nhiều sản phẩm của Gucci rồi nên là thôi, không giới thiệu thêm về cái hộp nữa mà chúng ta sẽ duyệt luôn đôi giày. Về tổng thể thì đây là một đôi giày có thiết kế vô cùng đơn giản theo phong cách giày trượt ván và lifestyle. Có thể rất nhiều bạn nhìn thấy quen quen, rất giống đôi Adidas Stan Smith, mỗi tội giá đắt hơn gấp 10 lần thôi, và tất nhiên nó cũng được sử dụng những vật liệu chất liệu cao cấp hơn. Các bạn có thể thấy rất rõ qua độ mịn màng lớp da màu trắng ngà voi này. Gia công cũng tỉ mỉ hơn và được làm tại Italia nữa. Tuy nhiên điều quan trọng nhất làm giá nó đắt hơn gấp 10 lần đó là cái tên Gucci. Như mình có nói trong vlog 5 ấy, xe Ferrari hay là Lamborghini đắt gấp 10 lần, 100 lần xe thường, nhưng nó không hề chạy nhanh gấp 100 lần. Đơn giản là nó mang lại cho chủ xe sự sang trọng gấp 100 lần so với người khác. Thì đôi Gucci này cũng thế, nó cho bạn sự sang trọng gấp 10 lần so với một đôi Stan Smith của Adidas. Cốt lõi là cái giá trị thương hiệu mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào duyệt những chi tiết sang trọng trên đôi giày này luôn. Điểm cá tính đầu tiên mà mình thích trên cái dòng ACE này chính là gót bên trái thì được khác màu với gót bên phải. Đơn giản là họa tiết da rắn và cũng được làm bóng loáng để có thể phản xạ ánh sáng theo đường cong, y hệt như khi nhìn vào da của một con rắn thật. Ở trên in chữ Gucci không quá to nhưng vừa đủ để tạo sự nổi bật. Tiếp đến là má ngoài đẹp quá nên là chúng ta sẽ duyệt má trong của đôi giày trước. Đây chính là ba sọc huyền thoại của Gucci, xanh đỏ xanh đính liền vào nhau. Trên nhiều sản phẩm khác của Gucci thì ba cái sọc này nó không phải là đỏ và xanh dương mà là đỏ và xanh lá, như sự kết hợp giữa cờ Ý và cờ Pháp, hai đất nước sinh ra thương hiệu Gucci. Những đôi ACE rẻ nhất thì cả má trong và má ngoài đều chỉ có ba cái sọc này thôi. Tuy nhiên ấy, khi mà nó được thêm vào má ngoài những cái họa tiết thì giá của nó sẽ tăng dần lên tùy vào cái độ sang chảnh, độ cao cấp và tỉ mỉ của cái họa tiết đó. Chúng ta có những họa tiết in và thêu hình con ong đỏ, ong đen này, hình con ong trắng này, cả đàn ong này, rồi con chó, con sói, con rồng, con rắn đen, rắn trắng, gần đây nhất là con heo để kỷ niệm năm con lợn 2019. Nói chung là có rất nhiều loại con súc động vật và cao cấp hơn khi những cái con súc động vật đó được đính đá. Hiện tại thì chỉ mới có duy nhất con rắn này là được đính đá vô cực thôi. Đây chính là con rắn vua mà mình đã giới thiệu với các bạn ở vlog 91 vừa rồi, review chiếc vòng Gucci rắn 50 triệu. Cùng là rắn vua nhưng mà hai con rắn này có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Con rắn trên giày có nhiều màu và sặc sỡ hơn. Nó được chia thành nhiều mảng với ba màu chính, đó là đỏ, màu xanh lam và màu lá xanh, cũng là ba màu chủ đạo của Gucci như mình có giới thiệu ở trên. Mỗi mảng lại gồm nhiều viên pha lê nhỏ xếp kế nhau. Mặc dù các viên pha lê này nhỏ hơn nhiều so với mấy viên Time Stone trên chiếc vòng, nhưng vẫn được cắt gọt đúng cấu trúc tinh thể đa điện của một viên kim cương, nên độ phản xạ dưới các loại ánh sáng vẫn cực tốt, không thua kém gì cái vòng cả. Nhìn gần lại các bạn sẽ thấy mỗi viên đá vô cực được đặt trong một cái khung. Búng vào thấy nó đung đưa nhưng cái khung này được khâu với lớp vải ở dưới nên là các bạn không lo nó rụng ra đâu. Ở giữa các khoang chúng ta có 3 viên pha lê cỡ lớn hình chữ Japan, 2 viên màu trắng và 1 viên màu đen ở giữa, giống sọc của con rắn vua. Những viên pha lê hình chữ Japan này thường xuất hiện trên những chiếc đồng hồ kim cương xa xỉ của Rolex. Viên ngoài của con rắn là những viên tròn nhỏ màu đen cùng màu với lớp nhung lụa ở dưới và cũng tạo độ lấp lánh nền để góp sang cho những viên đá lớn long lanh lung linh đâm lánh ở phía trên. Phần đầu con rắn chỉ có một tí diện tích như thế này thôi nhưng họ cũng tạo hình một cách rất là thông minh. 7 viên bích ngọc ở xung quanh và 1 viên ngọc hồng ở giữa để làm mắt. Mấy hạt màu đen nho nhỏ chẻ đôi ra để làm lưỡi. Bố cục chung của cả con rắn tuy đơn giản nhưng mà cực kỳ đẹp mắt và nổi bật. Bây giờ sẽ là phần trên chân để các bạn thấy rõ hơn được sự lấp lánh không trượt viên nào của nó.
Về phối đồ thì các bạn cần đặc biệt chú ý, vì đôi giày này đá nó dài và lại ra nó rất là bóng bẩy nên là chỉ phù hợp với quần áo lịch sự và những quần áo không lịch sự lắm. Hôm nay thì mình chỉ phối với cái quần đùi ống suông này thôi. Ở trên là áo cung điện của Versace, cả bộ đều tông màu đơn giản và điểm nhấn là 4 con rắn, một con trên tay và hai con ở trên giày. Bộ này bớt lịch sự đi một chút với sweatshirt màu đen của DNG với một trái tim yêu thương màu đỏ kết nối với cái sọc đỏ ở trên đôi giày. Mát mẻ hơn thì các bạn có thể phối một chiếc t-shirt cùng tông trắng với một số họa tiết điểm nhấn để bộ đồ không bị nhàm chán. Về cảm giác chân thì có đúng hai từ để miêu tả về cái đôi giày này, đó là bình thường. Nó hoàn toàn là một cái đôi giày mang tính chất là đi cho sang chân, chứ không có một bất kỳ một cái công nghệ gì đột phá khá lẩy hay là khá êm gì để miêu tả được. Chọn size thì vẫn công thức cũ, các bạn cứ quy đổi những đôi đã dùng sang size cm rồi khớp với size của Gucci thôi. Bảng size các hãng mình đã tổng hợp và để link 9 phút ở phần miêu tả dưới video rồi. Các bạn ấn vào xem thôi, không cần phải tìm. Và đó là con rắn xa xỉ và nấp nánh của ngày hôm nay. Nếu thấy video hay, các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông Fanny bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những video tuyệt dày thú vị tiếp theo nhé. À, vlog sau có thể sẽ nói về chuyện khởi nghiệp. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.